Bài 1. Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 3:15 thì ở đây các bạn hãy chuẩn bị giúp Lợ một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ các bạn bỏ cái lớp gương ở phía trước ra, các bạn chỉ giữ lại kim giờ và kim phút. Thì ở đây mình vẽ minh họa các bạn, vẽ minh họa một cái đồng hồ nè, hình tròn nha. Thì đây số 12 nè, ở đây số 6 nè, đây số 3 nè, đây số 9 nè. Tiếp tục các bạn chia đều ra 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, được chưa? Đây chậm. Thì kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Thì 3 giờ thì kim ngắn nè chỉ tới số 3. 15 phút thì ta biết rằng, ví dụ như kim dài nó chỉ số 2 thì các bạn lấy 2 nhân cho 5 thì sẽ ra là 10 phút. Vậy 15 phút là kim dài chỉ số mấy thì ta lấy 15 chia 5. Được chưa? Muốn biết kim dài chỉ số mấy, kim dài là chỉ phút đó các bạn, chỉ phút. Muốn biết nó chỉ số mấy thì ta lấy số đó chia cho 5. 15 chia 5 được 3. Vậy kim dài cũng chỉ số 3. Mình vẽ một cái kim dài nữa nha các bạn. Đây, kim dài chỉ số 3. 3:15. Tiếp tục. Bài B. 9:10. Kém là cho thấy nó chưa tới 9 giờ đó các bạn. Chưa tới 9 giờ. Vậy kim ngắn của mình nó gần tới số 9 thôi. Được chưa? Nó nằm ở giữa số 8 và số 9. Kim ngắn đây nè. Đó. Và kém 10 phút. Kém 10 phút. Thì kém 10 phút thì ta kém nè. Theo đúng lý, các bạn cùng chiều kim hồ là hơn. Đó. Và ngược chiều kim đồng hồ gọi là kém. Đó. Vậy kém 10 phút thì ta lấy 10 chia 5 được 2. Vậy hơn thì là tới số 2. Còn nếu không hơn thì ta lấy từ 12 ta bớt đi 2, 12 bớt đi 2 còn lại số 10. Được chưa? Tương tự 4 giờ kém 5, vậy chưa tới 4 giờ. Vậy mình vẽ kim ngắn gần tới 4 giờ. Kém 5 thì ta lấy 5 chia 5. 5 chia 5 được 1. Kém thì ngược chiều kim đồng hồ, lấy 12 trừ 1 ra 10. Đó. Ok chưa? Tiếp theo bài 2. Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc sau. Thì thứ nhất, các bạn, một là các bạn dựa vào đồng hồ để chọn đáp án A, B, C, D. Hai là các bạn dựa vào đáp án A, B, C, D, các bạn chọn đồng hồ. Thì khuyên các bạn nên lấy đồng hồ để chọn đáp án. Ví dụ như đây. Thì kim ngắn của mình chỉ từ số 8 đến số 9 thì các bạn lấy số nhỏ là 8. 8 giờ. Tiếp theo kim dài chỉ số 9 thì ta lấy 9 nhân cho 5 nữa ra 45 phút. Vậy cho thấy 8:45. Nhưng ở trong đây không có 8:45. Thì các bạn phải nhớ đến cách thứ hai, đó là cho thấy là nó kém. Được chưa? Đây, 45 phút thì còn bao nhiêu phút nữa tới 1 giờ nữa à? Còn lại là 15 phút nữa. Từ số 9 tới số 12 là phải tới số 10 nè, 11, 12, 3 số nữa. 3 x 5 = 15. Vậy ở đây có thể viết là 9:15. Được chưa? Tương tự B thì các bạn thấy rằng số 10
10 kim ngắn chỉ số 12 nhưng nhỏ hơn 12, vậy là 11 giờ. Kim dài chỉ số 11 thì các bạn lấy 11 nhân 5 ra phút, vậy là 11 giờ 55 phút. Nhưng ở đây không có 11 giờ 55 phút thì các bạn lại nghĩ đến việc là kém 55, thì 11 giờ nè 55 phút thì bằng, thì ta tăng giờ lên, vậy làm ra 12 giờ, và ta lấy 60 trừ thằng này, vậy là kém 5 phút. Đó, 60 trừ 55 ra 5, vậy là kém 5 phút. Chọn đáp án, nối chữ G lại đây và đây, được chưa? Còn những bài còn lại các bạn, câu 4, đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? Các bạn phải biết kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút, và nhớ muốn tính được bao nhiêu phút thì các bạn nhớ nhân thêm 5 nha các bạn. Nhân thêm 5 thì các bạn nhìn vào kim ngắn chỉ giờ, vậy là 6 giờ. Kim dài chỉ số 12 thì số 12 nếu mà nói về phút thì nó là 0 phút nha các bạn. 0 phút, 0 phút, vậy là bằng 6 giờ, đúng. Chọn đáp án B. Tiếp theo, câu 5, đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? Thì các bạn nhìn vào kim ngắn chỉ từ số 9 đến số 10, vậy các bạn chọn số nhỏ, vậy là 9 giờ. Kim dài chỉ số 4 thì ta lấy 4 nhân thêm 5 ra 20, 20 phút. Vậy 9 giờ 20, các bạn chọn. Câu 6, bạn Long ăn sáng lúc mấy giờ sáng? Thì các bạn nhìn vào đồng hồ thì cái kim ngắn nè, các bạn phải nhớ kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút nha các bạn. Thì muốn biết bao nhiêu phút thì các bạn lấy số đó nhân thêm 5. Riêng số 12 thì các bạn phải biết đó là 0 phút nha các bạn. Rồi, vậy nhìn vào đồng hồ ta sẽ thấy được rằng là kim ngắn chỉ số 8, vậy 8 giờ. Kim dài chỉ số 12 chính là 0 phút. 8 giờ 0 phút thì các bạn có thể viết gọn là 8 giờ, đúng. Chọn đáp án A. Tiếp theo, câu 7, đồng hồ nào chỉ 10 giờ? 10 giờ đúng, vậy cho thấy kim ngắn 10 giờ đúng nha. Thì các bạn phải nhìn vào kim ngắn nha, chỉ số 10. Kim dài chỉ số 12, bởi vì số 12 đồng nghĩa là 0 phút. Kim ngắn chỉ số 10 cho thấy nó là 10 giờ. Vậy các bạn kiểm tra câu 8, giờ học bắt đầu lúc mấy giờ? Thì các bạn nhìn vào đồng hồ, kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Nhớ muốn tính phút thì các bạn nhớ nhân thêm 5. Nếu kim dài chỉ 12 thì các bạn phải biết đó là 0 phút nha các bạn. Vậy nhìn vô đồng hồ ta sẽ biết được rằng đó là 9 giờ 0 phút, hay nói gọn là 9 giờ. Câu 9, Lan đi học 8 giờ 30, lúc đó thuộc buổi nào? Thì các bạn cần nhớ gồm những buổi sau đây. Buổi sáng là từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 1 giờ đến 10 giờ sáng. Buổi trưa là từ 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa. Buổi chiều là từ 1 giờ. Nếu các bạn nói 1 giờ chiều được, hoặc là các bạn có thể nói là 13 giờ, là người ta hiểu là nó buổi chiều, bằng cách là ta lấy 1 cộng 12 ra 13 giờ. Các bạn nói 13 giờ là người ta hiểu là chiều.
Còn các bạn nói 1 giờ thì các bạn phải nói là 1 giờ giờ chiều. 1 giờ chiều đến đến 6 giờ chiều. 6 giờ chiều chính là 18 giờ. Các bạn nhớ lấy cái đó cộng thêm 12. Buổi trưa, sáng, trưa, chiều rồi buổi tối. Buổi tối là từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Các bạn muốn biết bao nhiêu giờ cộng thêm 12 thì là 19 giờ đến 21 giờ. Buổi đêm, đêm là 10 giờ đêm đến 12 giờ giờ đêm. Các bạn không muốn thêm từ đêm thì các bạn cộng thêm 12, vậy là 22 giờ đến 24 giờ là người ta hiểu sẽ là giờ giờ đêm. Vậy 8 giờ 30 phút, vậy là đây là buổi sáng. Câu 10, Minh vào học ở trường lúc 13 giờ chiều, tan học 17 giờ chiều. Hỏi Minh đã học mấy giờ? Ta lấy giờ sau trừ giờ giờ đầu. 17 giờ trừ 14 trừ 13 giờ sẽ ra là 4 giờ. Chọn đáp án.